Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tiếp Ca. Vậy là chiếc xe mà hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam mong chờ đã chính thức ra mắt. Và mức giá khởi điểm quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình, 730 triệu đồng. Nhưng quý vị dự đoán chính xác trong chương trình đoán giá trung thưởng, chúng ta chuẩn bị tinh thần để nhận quà từ nhà tài trợ. Chúng tôi cũng sẽ có một video trải nghiệm chi tiết chiếc xe này sau ít ngày nữa. Tuy nhiên là ngày hôm nay chúng ta cùng nhìn nhận một chút về chiến lược Cross của Toyota cũng như là một số hãng xe Nhật, xem có điều gì thú vị ở đây. Bây giờ trước khi đi vào nội dung chi tiết, chúng ta cùng xem những điểm nổi bật nhất trên chiếc xe này. Trong lần ra mắt này thì Yaris Cross có hai phiên bản, một phiên bản thuần xăng và một phiên bản hybrid. Có lẽ là chúng ta sẽ không quá ngạc nhiên với những thông số của phiên bản thuần xăng. Nó cũng gần tương đương với mẫu xe Yaris hatchback vốn đang bán trên thị trường Việt Nam trong rất nhiều năm qua. Còn phiên bản HEV thì cũng được trang bị động cơ xăng 1.5 lít, công suất là 90 mã lực và mô men xoắn là 121 Nm. Đi cùng với động cơ xăng này là một động cơ điện có công suất tối đa là 79 mã lực và mô men xoắn là 141 Nm. Như vậy là riêng sức kéo của motor điện đã tương đương với một chiếc xe xăng hạng B. Và đi cùng với hệ thống động lực này là một hộp số tự động vô cấp CVT. Chiếc xe này có tổng chiều dài khoảng 4,3m, như vậy là nó cũng tương đương với một số mẫu xe khác trong phân khúc crossover hạng B, ví dụ như là Honda HR-V, Hyundai Creta hay là Kia Seltos. Và chiều dài cơ sở là 2620mm, độ cao gầm là 210mm, như vậy là cũng rất tối ưu với một chiếc xe crossover hạng B. Một trong những điểm nhấn về mặt ngoại thất đó chính là đèn chiếu sáng sử dụng toàn bộ công nghệ LED, la răng 18 inch. Về trang bị an toàn thì tất cả các phiên bản đều được trang bị gói hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense và rất nhiều công nghệ an toàn tiêu chuẩn khác. Khi mà bước vào khoang xe thì chúng ta sẽ ngạc nhiên về độ rộng của nó. Đây là một chiếc xe mà có kích thước ngắn hơn khá nhiều so với Corolla Cross, nhưng mà độ rộng chúng tôi cảm nhận là hai xe gần như là tương đương nhau. Chất liệu thì chiếc xe này tất cả các phiên bản đều được bọc da mềm, đặc biệt là phần táp lô được thiết kế rất rộng và thoáng. Trung tâm táp lô là màn hình giải trí kích thước là 10 inch. Một số những tiện ích khác phải kể đến ví dụ như là sạc không dây, đèn trang trí nội thất hay là kính trần toàn cảnh. Theo đánh giá của chúng tôi thì mặc dù là chiếc xe này có kích thước nhỏ gọn nhưng mà khoang hành lý tiêu chuẩn cũng lên tới 470 lít và có cả cảm biến mở cốp bằng cách đá chân. Đến đây thì chúng ta đã thấy câu chuyện thú vị. Trong khi mẫu xe Yaris hatchback rất ít người để ý và thậm chí là có cái doanh số tiêu thụ rất buồn tẻ, thì bây giờ có thêm gia vị Cross, nó đã mang một hình hài mới, một tinh thần mới và chắc hẳn nó sẽ trở thành một chiếc xe rất sôi động trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Như vậy là nếu ví sản xuất ô tô cũng như là nghệ thuật nấu ăn thì Toyota chính là đầu bếp thiên tài. Từ một món ăn phổ dụng, hãng đã thêm gia vị, một ít dầu ăn, một chút rau củ và một số nguyên liệu khác để biến thành một món đặc sắc thơm nước mũi và thực khách lại tranh nhau thưởng thức và tấm tắc khen ngon. Và không biết là quý vị nghĩ sao, nhưng mà cá nhân tôi thì đoán rằng cái chiếc Cross này chắc hẳn là Toyota sẽ còn sử dụng tiếp nữa trên một số dòng xe khác nữa, chứ không chỉ dừng lại ở đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Cùng áp dụng công thức chế biến này, nhưng mà một số hãng khác lại có câu chuyện hoàn toàn khác. Ví dụ như là Mitsubishi đã chọn một món ăn đặc sản là Xpander để tạo ra một món đặc sản khác là Xpander Cross. Đến đây thì chúng tôi lại đặt câu hỏi, tại sao không phải là Etra Cross? Liệu câu chuyện sẽ ra sao nếu hãng nhào nặng chiếc xe Etra đang chật vật với mức giá chỉ hơn 400 triệu thành một chiếc xe gầm cao có chiều dài khoảng 4m rồi bán với mức giá khoảng 500 triệu? Còn trong gia đình Honda, hãng xe thiên về trải nghiệm này mang tất cả những tinh hoa của dòng xe hạng C đổ vào một chiếc xe hạng B, đó chính là HR-V. Người tiêu dùng ở phân khúc này có lẽ là có suy nghĩ hơi khác so với tư duy của hãng, và mẫu xe HR-V phiên bản G ra đời đáp ứng tốt hơn thị hiếu, đánh trúng tâm lý của đông đảo người tiêu dùng Việt Nam, nhưng vẫn cần một vài chỉnh sửa. Trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay, khi mà đứng cạnh chiếc Yaris Cross thì chúng tôi nhận thấy là nó mang một cái nguồn năng lượng mới, một nguồn sinh khí mới và chắc hẳn có một cái chất rất là riêng. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng những gia đình yêu công nghệ, yêu thiên nhiên bỏ ra số tiền hơn 700 triệu hoặc là hơn 800 triệu để sở hữu chiếc xe này có thể cảm nhận đầy đủ và rõ ràng nhất. Và tất cả những chia sẻ trên đây là ý kiến của chúng tôi. Còn quý vị thì sao? Quý vị đánh giá về chiếc xe này, về mức giá này, nó có thực sự hấp dẫn hay không? Chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và ủng hộ Tiếp Ca.